Hello, hello, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bơi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vui liệu Vinh Quay với cái nội dung là Echo anh em nhé. Vậy thì để bắt đầu cái nội dung của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói sơ qua về Echo là gì cũng như là cái cách mà anh em hiểu về Echo nó như thế nào nhé. Hiểu một cách nôm na, đơn giản, dễ hiểu nhất, gần gũi nhất thì Echo nó cũng giống như là một cái hệ thống trang bị thôi anh em ạ. Vui liệu Vinh Quay ngoài trang bị vũ khí ra thì mình sẽ còn trang bị thêm Echo nữa, nó giống như là thánh di vật ở trong Genshin Impact hay là Honkai Star Rail. Đặc biệt hơn đó chính là Echo thì nó sẽ còn kèm theo kỹ năng. Ví dụ như là mỗi một cái bộ Echo nó sẽ có một cái con chủ chốt mà mình gọi nó là cái con cost 4 ấy, thì nó sẽ kèm cho anh em một cái kỹ năng mà anh em có thể sử dụng nó thông qua cái phím Q. Để đây mình sẽ ví dụ cho anh em nhé. Đây anh em có thể bấm phím Q để anh em sử dụng. Thì ngoài những cái kỹ năng của nhân vật ra thì chúng ta có thêm cái kỹ năng của Echo nữa. Đấy, chỉ một cách đơn giản thì ngoài mang lại chỉ số ra thì nó mang lại cho chúng ta thêm một kỹ năng nữa. Rồi, nó giống như là một cái bộ đồ mà có một cái kỹ năng đặc biệt vậy đó. Rồi, Echo nó sẽ gồm những cái thành phần như thế nào? Để mà hiểu được á, thì các bạn sẽ phải mở cái phần setting lên. Ở đây chúng ta hãy mở cái phần databank á. Rồi, databank thì anh em có thể hiểu sơ sơ nó như thế này. Nó giống như là cái thanh level để mà cho anh em sử dụng để mà anh em đi bắt Echo thôi. Mình sẽ nói về data bank một tí xíu. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên đó chính là cái dòng đầu tiên đó chính là cái tỷ lệ drop. Cái tỷ lệ drop có nghĩa là khi mà anh em đánh chết một cái con quái vật, tỷ lệ cố định ở đây là level 18 nha mọi người. Tỷ lệ cố định là 20%. Tỷ lệ cộng thêm so những cái dòng con đặc biệt thì cái này thì Bơ không rõ lắm cái dòng ở dưới này, nhưng mà anh em có thể hiểu là cái tỷ lệ cộng thêm này là nó cộng thêm 90% của cái con số 20% ở trên à, chứ không phải là 90 anh em cộng vô cho 20 thì nó ra 110, thì 100% là đánh con nào cũng ra Echo để cho mình bắt hết thì không phải vậy. Rồi, dòng thứ ba là cái dòng quan trọng mà anh em cần phải lưu ý, đó chính là tỷ lệ drop. Ở đây nó gọi là tỷ lệ drop cao nhất nha. Tùy cái level nó sẽ có những cái tỷ lệ drop khác nhau. Anh em có thể thấy được sự chênh lệch ở level 14 và level 15. Thì ở level 14 mọi người nhìn thấy là cái tỷ lệ tối đa á, có nghĩa là mình chỉ có thể rớt ra là Echo 4 sao, có nghĩa là màu tím. Với 75% anh em đều nhặt được, đó là màu tím. Dĩ nhiên là mình phải bước qua cái giai đoạn đầu tiên, đó chính là cái giai đoạn 20% rớt ra cái hồn Echo để cho mình nhặt. Rồi anh em pass được cái giai đoạn 20% này rồi, 75% là tụi mình sẽ nhận được Echo tím, còn 25% còn lại là tụi mình sẽ nhận được Echo xanh. Khi mà anh em đạt được cái mốc là data bank level 15 thì nó sẽ bắt đầu rớt ra Echo màu vàng với cái tỷ lệ nhặt được Echo vàng đó là 30%. Còn 70% còn lại thì anh em vẫn sẽ được là Echo tím. Dĩ nhiên tới lúc này thì anh em không còn thấy sự xuất hiện của Echo xanh dương nữa. Có nghĩa là lúc này từ khi lên level 15 thì mọi người sẽ say goodbye với lại Echo xanh dương. Tương tự, càng lên level cao thì cái tỷ lệ này nó càng thay đổi. Cụ thể ở đây là level 17 là cái mốc cũng đáng để ý đây. Level 17 là chúng ta có 50% ra vàng và 50% ra tím. 18 thì không có gì đặc biệt, nó bonus thêm cái tỷ lệ rớt thôi. Rồi, và cuối cùng thì level 20 thì chúng ta sẽ có là 80% là sẽ có vàng và 20% là tím, vẫn còn gặp cái tím nha. Và để đạt được level 15 thì mọi người sẽ phải có cái Union Level, có là cái level của cái account của tụi mình đấy. Tụi mình có thể lượm rương, có thể chạy quest, có thể xả năng lượng, có thể làm mọi thứ để lên cái level đấy. Bắt buộc anh em sẽ phải lên level 30. Đây, cái level ở đây, cái Union Level anh em bắt buộc phải lên level 30. Và cái phase của mọi người nó sẽ là phase 4 nha. Nó sẽ là phase 4, ở đây thì Bơ giảm phase xuống còn phase 3. Giảm xuống để làm gì thì tí xíu Bơ sẽ chia sẻ về cái vụ giảm phase này. Rồi chúng ta quay trở lại cái data bank, chúng ta còn một cái dòng khá là quan trọng nữa, đó chính là cái dòng cost. Cái dòng cost này chính là cái số lượng anh em có thể mặc được nhiều Echo hay là ít Echo. Thì để tí xíu nó quay lại cái phần mặc Echo cho nhân vật thì chúng ta nói thêm cái phần cost nha. Rồi quay lại một chút xíu, thì anh em biết là ở level 15 thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 30-70. Cái mốc quan trọng hơn đó là cái mốc level 18, đó là 17, đó là 50-50. Và cuối cùng cái mốc ok nhất đó chính là cái mốc ở level 20 maximum rồi, thì nó là 80% là đã có Echo vàng rồi. Khúc này anh em farm rất là dễ, và để đạt được cái level 20 này
anh em bắt buộc phải lên Union Level 40 và anh em phải làm cái quest đột phá để lên phase 5. Rồi cái này là câu chuyện rất là lâu nhé, anh em phải farm khá là nhiều để lên được Union 40. Ok, và đó là sơ sơ về những cái thông tin mà anh em cần biết ở trong cái phần databank ở mục số 1. Đó là cái mục là Echo Level, cái level của cái databank. Ở cái mục số 2 đó chính là một cái danh sách tất cả những cái Echo mà các bạn có thể farm được. Hiện tại có thể farm được ở trong game, anh em kéo xuống một lượt anh em sẽ thấy rất là nhiều. Nếu như mọi người chưa có mở cái này thì mọi người có thể dò ở trong này. Con nào mà chưa mở nó sẽ để cái dấu ba dấu chấm hỏi, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, mọi người bấm vô trong đó. Rồi mọi người không thấy được cái này đâu, mọi người vẫn có thể bấm vô cái chữ track hoặc là cái chữ gì đó, nó sẽ nằm ở chỗ này. Nó sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mọi người đi tìm được cái con Echo đó ở đâu. Nếu như mà anh em bấm vô mà nó không nhảy lên cái vị trí mà anh em đi ấy, thì sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là con Echo đó là con boss, anh em không thể nào mà mở được cái con boss đó khi mà mọi người chưa có làm nhiệm vụ, hoặc là khi mọi người chưa có vô được những cái map đặc biệt, những cái map mà phải làm nhiệm vụ mới mở được. Thì anh em bấm tìm nó sẽ không có chỉ đường cho anh em. Trường hợp số 2, anh em bấm tìm mà nó không có nhảy lên cái gì hết, có nghĩa là anh em đã giết hết những cái con quái ở trên map rồi, thì anh em phải chờ một thời gian để cho con quái hồi lại, lúc đó mình bấm nó lại tiếp tục chỉ đường. Đó chính là cái phần này. Thì cái phần này ngoài cái chuyện mà danh sách Echo cũng như là hình ảnh Echo, ví dụ ở đây mọi có hình ảnh này, nó có Phantom được các kiểu, thì khi mà anh em unlock được Phantom anh em sẽ có một cái chỗ là đổi skin cho cái Echo Phantom hay là Shiny. Mọi người thường gọi là Shiny nhưng mà Shiny là cái thuật ngữ của Power, còn ở trong này người ta gọi là Phantom. Phantom thì khi mọi người unlock được Phantom nó sẽ có một cái chỗ đổi skin ở chỗ này, anh em bấm vô đây chỉ để đổi skin cho đẹp thôi chứ không có tác dụng gì hết. Ok nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái thanh ở bên tay phải, mọi người có thể nhìn thấy khi mà mọi người chọn vô bất kỳ một con Echo nào, mọi người có một cái thanh bên tay phải, đây chính là cái lượng kinh nghiệm mà anh em có thể nhận được khi mà anh em bắt con Echo này, kinh nghiệm để lên cái level ở bên đây nha mọi người. Đây cái data bank SP anh em có thể nhìn ở đây, đây là cái data bank SP mà mọi người có thể có được khi mà mọi người bắt Echo. Một con Echo mọi người bắt nó sẽ trải qua 4 giai đoạn, nó tương ứng với lại 4 cái màu của con Echo. Ví dụ giai đoạn đầu tiên là giai đoạn số 2, hay còn gọi nó là cái độ hiếm 2, là 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao đi cho dễ hiểu nhé. Mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có một cái lượng SP riêng. Ví dụ như là lần đầu tiên mà mình bắt được con Echo này á, thì mình sẽ ở cái giai đoạn Rarity số 2, là giai đoạn mình bắt được con Echo nó màu xanh lá cây, nó là 2 sao, mình sẽ được 10 SP. 10 SP đó sẽ cộng vô cái chỗ này để cho mọi người lên cấp. Nếu như mọi người bị vướng Union Level, mọi người không lên được, ví dụ như bơ là bơ đang vướng này, bơ là 310 trên 220 và bơ cần phải lên phase 5 thì bơ mới mở được level 19. Nếu như mọi người bị vướng level thì nó sẽ dư ra, nó sẽ tràn ra thoải mái. Khi mà mọi người đạt được cái mốc rồi thì nó sẽ lên thẳng luôn, từ 18 nó quất phát lên 20 luôn, vẫn được anh em nhé. Anh em không sợ bị dư. Khi mà mọi người không đủ Union Level thì mọi người có thời gian, mọi người vẫn cứ đi farm vẫn được. Mà cái này không cần farm đâu, kiểu gì anh em cũng sẽ lên thôi, nó khá là dễ. Thế thiếu tôi chỉ anh em cách farm nếu như mà anh em quan tâm. Rồi, tương tự lần bắt số 2 thì mình sẽ được 10, lần bắt số 3 là mình bắt được màu tím, 15 và cuối cùng là lần bắt số 4. Đó là mình mở được cái con Morning S này ở cái dạng là 5 sao thì mình sẽ được nhận 20 SP vô cái databank. Thì cái chỗ này mà nó đang xì như thế này có nghĩa là bơ chưa có bắt con này. Mọi người nhìn vô đây mọi người có thể thấy nó là màu tím, trong khi những con khác thì nó là màu vàng. Cái cách mà mọi người đi farm á, mọi người muốn lên được SP thì mọi người phải bắt những con Echo ở từng giai đoạn khác nhau đúng không? Ví dụ như bơ đã có con này màu tím rồi, bơ bắt thêm một lần nữa, ra thêm một con tím nữa thì bơ vẫn được nhận con Echo. Nhưng mà cái data bank SP nó sẽ không cộng cho bơ, nó chỉ cộng đúng một lần ngay lần đầu tiên mình bắt. Bây giờ nếu như mà bơ muốn lấy 20 SP của cái data bank thì bơ phải bắt buộc phải bắt được cái con Money này ở cái loại là 5 sao. Thì nó là 50%, nói chung là bơ chưa có thời gian đi bắt thôi, chứ bắt thì rất là dễ. Tại vì bơ có 50% là được tím, 50% là được vàng, bây giờ đi bắt khá là dễ rồi. Quan trọng là mình lựa cái dòng như nào thôi. Rồi, vậy thì đầu tiên mà bạn muốn lên được cái data bank này càng nhanh càng tốt ấy, thì bạn sẽ chết ở trong này cho bơ nhé. Bạn sẽ chết cho bơ là con nào mà bạn chưa đánh thì bạn sẽ bấm vô dấu chấm hỏi, là bạn bấm vô bạn tìm đường coi nó ở đâu, bạn lại bạn đánh.
Rồi trong cái quá trình mà mọi người đi farm level, mọi người đi làm quest, mọi người đi chạy lung tung ở ngoài map, mọi người gặp bất kỳ con nào mọi người cũng đánh. Tại vì càng đánh thì nó càng lên. Anh em có thể để ý là ở cái giai đoạn đầu tiên mới vô game là cái level 0 nè, mọi người thấy không? Cái tỷ lệ rớt của mình nó có 6% thôi. Nó bonus thêm 20% nữa thì 20% của 6% này nó chả là bao nhiêu hết. Anh em rất là khó để anh em farm, anh em phải càng đi, anh em phải càng bắt nhiều, càng chạy nhiều, càng bắt nhiều, càng gặp ai đánh đó, đụng đâu là đánh thì anh em phải lên 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 đó. Thì từ từ anh em sẽ có những cái móc nó sẽ mở ra cho anh em tím này rồi đó. Đây. Ví dụ như là lên level 8 là mọi người bắt được màu tím rồi. Rồi, lên 15 thì là vàng và tương ứng với từng cái móc ấy. Nó cũng sẽ yêu cầu cái Union level thì đó, anh em sẽ tập trung chỗ này. Rồi. Ví dụ như bây giờ muốn lên đó thì mát thì anh em đã vàng rồi thì không cần phải bắt vàng nữa. Rồi bơi sẽ bắt những con tím thì bơi sẽ bắt cho nó đủ vàng luôn. Khi mà tất cả những các con trong này đều lên vàng hết rồi, có nghĩa là mình đã ok hết rồi. Ở trong phiên bản này có những con quái nào mình bắt hết rồi. Có nghĩa là anh em sẽ hoàn thành 20 level của cái database này. Rất là dễ thôi. Cái khó là cái Union level anh em phải chờ để lên cấp. Rồi tiếp theo thì tụi mình sẽ có cái phần đó chính là code. Mỗi một con Echo nó sẽ có một cái code cố định và anh em sẽ lắp như thế nào đó cho nó vừa khích cái lượng code mà anh em có để mà đủ được 5 và hợp với lại cái lượng code mà mọi người đang có. Cái để mà được cái code 12 này thì nó khá là dễ thôi, anh em có thể kiểm tra nó ở trong cái phần databank luôn. Bơ nhớ không lầm là nó rất là nhàn, nó không khó đâu anh em ạ. Đây, anh em chỉ việc lên level 9, databank lên level 9 thì anh em đã tăng được giới hạn cái code của anh em lên 12 rồi. Ở đây anh em có thể thấy nè, level 8 ấy thì nó là code limit là 10, level 9 thì code limit là 12. Cái code này chính là cái giới hạn để cho mọi người có thể mặc đồ. Rồi bơ quay lại phần kia nha. Ok, ở đây anh em có thể để ý là chúng ta có 12 code để phân bố đều ra cho tổng cộng đó chính là 5 con echo. Và để mặc được kích được một cái set đồ á thì mọi người sẽ phải mặc 5 con echo khác nhau cho cùng một bộ đồ. Nó sẽ có cái dòng shop, anh em có thể dùng cái này nha. Ví dụ như bơ muốn sử dụng cái set bóng tối thì anh em chọn vô đúng cái set mà mình cần, anh em bấm vào đây thì nó sẽ hiện cho anh em toàn bộ những con echo nó thuộc về cái set này và có khả năng kích cái set đồ này. Tại vì cùng một con echo có thể nó nằm hai set đồ khác nhau, đa phần nó một con echo ấy nó sẽ là hai set đồ. Khi anh em farm được thì một là nó nhảy set đồ này, hai là nó nhảy set đồ kia. Đó là việc đầu tiên là nhảy đúng cái set anh em cần hay không. Việc thứ hai là nó sẽ nhảy dòng. Thì cái đó chút xíu mình nói nhé. Anh em muốn mặc cái set đồ nào anh em bấm vô cái mũi tên ở đây, nó sẽ sổ xuống rồi. Và mọi người sẽ sắp, bơ sẽ nói theo cái công thức sắp 12 đi cho nó dễ. Thường đa phần là người ta sẽ sắp theo cái kiểu là 4, 3, 3, 1, 1. Ở cái con code 4 có nghĩa là cái con mà mọi người sẽ sử dụng nó để nhét vô cái kỹ năng chữ Q. Thì cái này thì tùy vào cái nhu cầu của anh em, tùy vào cái mục đích sử dụng anh em sẽ có những con echo khác nhau. Ví dụ như gây đam thì mọi người chuyên về những con echo code 4 gây đam, hỗ trợ thì mọi người chuyên về những con echo code 4 hỗ trợ. Cái đó thì mình sẽ nói sâu hơn tí xíu về những cái phần phần sau. Còn bây giờ bên nói về cái cách sắp xếp là 4 3 3 1 1 là cái cách sắp xếp cơ bản nhất. Với code 4 đó chính là cái con echo nó sẽ có cái dòng chính là crit rate, crit dam và trị liệu là ba cái đặc biệt của nó, và những cái skin nó vẫn có khả năng có nhưng mà mình cũng chẳng quan tâm. Ví dụ như ở đây mình có HP, mình có dep thì mình không quan tâm lắm đúng không? Thì ba cái dòng chính mà mọi người cần phải lưu ý đó chính là crit rate là tỷ lệ chí mạng, crit dam là sát thương chí mạng, và cuối cùng đó chính là khả năng trị liệu. Nó giống như là cái nón ở trong Genshin Impact vậy. Dòng của nó là cố định là crit rate và attack, còn dòng ở phía dưới thì nó sẽ random tùy theo nhân phẩm của mọi người. Và nó có thể random cái dòng phía dưới này trùng với lại cái dòng ở trên luôn nha mọi người. Cái này tí xíu nói sau luôn, cái này cũng là một cái rất là đặc biệt, chỉ có mỗi quyền quay nó có thôi. Với Genshin với Honkai thì đéo. Rồi, tiếp theo là cái con ba code. Mọi người có thể bấm qua đây cái nút code 1 này, code 2 này, code 3 này để nó lọc cho mọi người. Thì con ba code thường anh em sẽ sử dụng là sát thương nguyên tố và hiệu quả nạp là hai cái anh em sẽ quan tâm ở con ba code. Ngoài ra thì nó có tấn công, nếu như anh em nào cần tấn công thì anh em dùng, nếu như anh em nào mà chơi healer anh em không có cần gây đam thì anh em cũng có thể ghép tấn công hay là ghép HP.
hay là giáp hiệu quả nạp thì tùy mục đích sử dụng của mọi người nha. Thì cơ bản nhất là cái con ở cái con ba cost mọi người sẽ quan tâm coi á, là mọi người có farm được cái dòng đúng cái dòng sát thương nguyên tố của cái bộ đồ mọi người mặc hay không. Ví dụ anh em sử dụng Havoc Dam thì ở dòng này sẽ phải là Havoc Dam bonus, và cái set của nó là set Havoc luôn. Chứ ví dụ như nó là set Havoc nhưng mà nó ra cái Dam là dòng khác thì coi như là cút. Tương tự với lại cái con này nó cũng vậy, thì anh em cũng sẽ quan tâm như vậy. Và tại sao lại phải hai con khác nhau mà không dùng hai con chó cùng lúc? Tại vì khi mà anh em dùng hai con chó cùng lúc ấy thì nó sẽ không kích được bộ đồ, mọi người thấy không? Đó, có một dấu chấm than này, có nghĩa là anh em không được mặc trùng. Cái con cost 3 thì anh em phải mặc hai con khác nhau, và cost 3 nó có tới 3 con cho anh em lựa là đấy. Thứ nhất là ví dụ như cái bộ đồ này đi thì cost 3 nó sẽ có con chó sói này, cost 3 nó sẽ có cái con cây này, và nó sẽ có thêm một con này nữa cũng là cost 3. Tỷ lệ xuất hiện dòng là như nhau, anh em thích con nào ấy thì anh em lắp con đó. Thật ra là anh em cũng đâu có quyền thích đâu, con nào mình có dòng sát thương nguyên tố hay là cái dòng mình cần thì mình lắp thôi. Rồi tiếp theo là con cost 1, cũng là con dễ farm nhất, thì mọi người có thể lọc nó bằng cái chỗ này. Rồi nó chỉ hiện cost 1 thôi. Cost 1 tại sao dễ farm nhất? Tại vì nó có rất là nhiều thể loại, mọi người có thể nhìn thấy này, có rất là nhiều con cost 1. Vì dĩ nhiên rồi, có hai con cost 1 mình có thể chơi chỉ số hoàn toàn giống nhau, đó chính là đi đi bé thì anh em lấy dòng ở trên đó là ATK, dòng dưới là nó cố định rồi. Rồi đó, hai cái dòng thì HP là nó cố định, ATK thì nó là đi bé thì lấy ATK, con nào xài chỉ số nào thì anh em lấy chỉ số đó. Và cái này không có khả năng nhảy vô sát thương nguyên tố đâu nha anh em, nó chỉ có ATK và HP là cái chỉ số anh em đi bé sử dụng được. Còn ngoài ra thì HP thì nó sẽ có gì phòng ngự các kiểu đây, phòng ngự HP hai dòng HP đó, nó sẽ có những cái chỉ số như vậy. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có một cái điểm đặc biệt nữa là cái khả năng nhảy dòng, khả năng nhảy dòng hay còn gọi là đập ra dòng phụ ấy. Thì ở trong đây nó không có giới hạn cho mọi người là anh em đập ra cái dòng nó bị trùng với lại cái dòng ở trên. Để mà ví dụ bơ có con này đi, con này bơ sử dụng dòng chính của nó là crit dam, có nghĩa là sát thương bạo kích. Thì ở đây mọi người có thể thấy này, nó nhảy thêm một lần crit dam ở phía dưới nè, mọi người thấy không? Nó khác với lại Genshin một tí xíu là ví dụ như mọi người đeo cái nón dòng chính là crit dam rồi thì anh em sẽ không thể nào nhảy xuống dòng phụ lại có thêm crit dam một lần nữa, cái này không có. Rồi đó là cái khác đầu tiên. Cái khác thứ hai á, là khi mà anh em đập dòng ấy thì nó sẽ ra ở dạng min và max. Cái này thì cũng quen quen đúng không? Tí xíu bơ đưa cho anh em cái bảng để anh em xem cho dễ nhé. Thì min max nó sẽ như thế này, ví dụ như là crit rate nó sẽ nhảy từ 6.3 cho tới 10.0, kiểu kiểu vậy, ví dụ vậy chứ. Mà một khi nó nhảy rồi á là nó ăn chết luôn, nó không có nhảy thêm lần nữa. Có nghĩa là khi mà anh em đập lên cộng 25 đi, anh em sẽ mở được 5 cái dòng ở phía dưới này, 5 cái dòng phụ này á anh em sẽ phải mở tốn nguyên liệu để mở. Nguyên liệu đó có thể loot map có và có thể bỏ tài nguyên ra farm. Nhưng mà cái này là lúc trước mình nói về cái vụ đi farm thì nó có thể hoàn toàn trùng với lại dòng ở phía trên. Attack có rồi này, trùng tiếp này, crit rate thì không có không nói, crit dam có rồi nó vẫn có thể trùng đó. Tương tự với mấy cái khác nó cũng vậy, và đặc biệt hơn là nó sẽ có thêm những cái dòng lạ lạ chỉ có mỗi game này có nữa. Theo như là cái bảng ở đây, bơ sẽ chia sẻ cho anh em một cái bảng gồm có tất cả những cái chỉ số mà nó có thể nhảy vô trong dòng phụ nha. Thì ở đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái chỉ số tất cả có thể nhảy vô dòng phụ, bao gồm HP, attack, depth, phần trăm HP, phần trăm attack, phần trăm depth, crit rate, crit dam, hiệu suất hồi năng lượng, sát thương tấn công thường, sát thương trọng kích, sát thương kỹ năng E và sát thương kỹ năng R là kỹ năng nộ. Đó, tổng cộng là 13 loại. Thì anh em biết do là cái số lượng dòng nó rất là nhiều cho nên là cái quá trình gacha dòng cũng rất là khó, mọi người sẽ phải gacha dòng rất là cực trong cái game này. Thì tí xíu nữa bơ sẽ chỉ cho anh em một cái trích lõi để anh em có thể gacha dòng cho nó dễ dễ hơn, giúp cho anh em dễ dễ chơi hơn. Thì ở đây mọi người có thể thấy một cái điều đó là bơ sẽ lấy ví dụ là crit rate nhé. Crit rate tối đa của mình là 10%, thì có nghĩa là anh em đeo đập đồ thế giới vải chưởng luôn ấy thì anh em cũng chỉ có thể đem lại 10% cho một món đồ đối với cái dòng crit rate ở cái dòng phụ thôi, có nghĩa là không có món nào gánh món nào, anh em hiểu phần này không?
Ví dụ như mọi người chơi Genshin, mọi người có thể đặt một cái món di vật lên 14, 15 hay là 17, 18% crit rate, nó rất là ok. Nó sẽ gánh cho những món khác. Nhưng ở đây nó có thêm một dòng nữa là đồ phụ ấy, nó có 5 dòng lận. Nhưng mà mỗi một dòng ấy nó chỉ xuất hiện đúng một lần và nó sẽ là min cho tới max. Max là 10.5 và min là 6.3 đối với là tỷ lệ bạo kích. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ cơ bản cho anh em dễ hiểu, mình có 5 món đồ, tối đa là 50%. Nếu như mà anh em đeo cái dòng chính là cái dòng tỷ lệ bạo kích thì anh em sẽ có thêm 22% tỷ lệ bạo kích nữa. Thì nếu như mà anh em đập đồ thế giới chuẩn chỉ thì với cái bộ đồ không mọi người đã có trong tay 70% tỷ lệ bạo kích, chưa kể 5% tỷ lệ gốc từ nhân vật, sẽ có tầm 75 cho tới 77% tỷ lệ, khá là ok. Anh em có thể hoàn toàn đá cho mình một cái vũ khí sát thương để tối ưu hóa rất là tốt. Nhưng mà đó là ví dụ đẹp đẽ nhất, là mọi người tất cả các cái echo của mọi người đều phải có dòng phụ là crit, mà còn phải nhảy cao cơ. Crit mà còn phải nhảy cao, bơi bơi chả có cái nào crit nhảy cao hết, crit toàn 6.3 thôi. Này mà 6.3 nhảy rất nhiều, em để ý nhá, 6.3 là min đấy, min nhảy nhiều lắm. Anh em thấy món đéo nào của tôi cũng có 6.3, anh em thấy không ấy? Cho nên là mình có thể xét xét sơ sơ là ở mức 6.3. 6.3 anh em nhân 5 lên là khoảng 30%. 30% thì anh em cộng với lại cái dòng chính của cái code 4 thì nó sẽ rơi vào tầm 50 á. Kiểu như anh em đập đồ đen đen và tất cả các dòng đều có crit rate thì anh em sẽ rơi vào tầm 50. Rồi, ok, bây giờ bơi sẽ hướng dẫn cho anh em là về cái phần đi farm. Về cái phần đi farm thì bơi xin phép quay trở lại cái chỗ mà data bank nhé. Data bank mình sẽ chọn cái mục thứ ba, nó giống như là quyển sách vậy đấy. Nó sẽ có tất cả những cái set ở đây và hiệu ứng của từng set, thì anh em sử dụng nhân vật nào thì anh em sẽ coi cái hệ đó. Ví dụ như mình dùng nhân vật hệ băng thì mình coi set băng, mình dùng nhân vật hệ hỏa thì mình xem set hỏa nó cộng cái gì, mình dùng nhân vật hệ hệ lôi thì mình dùng set lôi đấy, vân 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 vân. Healer thì mình dùng set heal, những con support, những con không cần phải gây đam thì mình dùng set tăng hiệu quả nạp, những con mà nếu biết dùng cái gì thì mình dùng set tăng tấn công luôn cũng được. Rồi, đó là sơ sơ. Và những con sử dụng auto kill mạnh thì anh em có thể sử dụng set tấn công, set tấn công này nó cộng auto kill đam rất là to đó. Rồi, ví dụ anh em muốn pha một cái món nào đó ở trong những cái món này thì bơ sẽ chỉ cho anh em cách farm rất là dễ thôi. Đầu tiên mình sẽ xác định đâu là code 3, đâu là code 4 và đâu là code 1 ở trong cái hướng dẫn bộ đồ này nha. Anh em nào mà có dấu chấm hỏi ở đây á, có nghĩa là mọi người chưa gặp con quái bấm vô dấu chấm hỏi rồi bấm tìm đường nha, thì nó sẽ hiện ra thôi. Ví dụ ở đây anh em có thể nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con echo tất cả nằm trong cái sách lửa. Mọi người chỉ việc là click vô bất kỳ một con. Anh em nhìn cho bơ có cái dòng comment class, có nghĩa là đây là con echo code 1. Ok nhá, có chữ comment class ở đây là echo code 1. Rồi, tương tự con này code 1, con này code 1 luôn. Đó là tại sao code 1 dễ farm rất là nhiều con. Con này nó có chữ Eli class, con này là code 3. Con nào mà có chữ Eli class đều là code 3 hết. Ok nhá. Rồi, vậy thì con cò code 3. Con này comment code 1. Hai con này comment not. Rồi. Con thằng lằn lửa này có một con là comment. Con thằng lằn lửa này là Eli. Eli thì con thằng lằn to này là code 3. Và hai con thằng lằn này tuy có cái mặt giống nhau nhưng có thể mặc chung được, tại vì tên nó khác nhau và code nó khác nhau. Con thì code to, con thì code nhỏ, thân hình nó cũng con to con nhỏ. Rồi anh em chỉ vào, anh em thấy có cái dòng overlord hay là một cái dòng khác mà nó đéo phải mấy cái dòng kia, nhưng mà đa phần là anh em sẽ gặp overlord hết, tất cả đều là overlord hết. Đó là cái con code 4. Đây anh em chỉ vô, anh em thấy có dòng Overlord là con code 4, và thường đây là những cái con boss mà mọi người farm cái nguyên liệu đột phá nhân vật. Anh em lại con boss farm đột phá nhân vật, anh em giết con boss xong rồi anh em bắt echo hoàn toàn miễn phí, không có tốn gì hết, không có tốn năng lượng để anh em mở luôn. Rồi, tương tự anh em chỉ vô đây, Eli code 3. Rồi, comment 1. Rồi, cái này là code 1 nó thì thường nó sẽ có một hoặc là hai con
Overlord có là con code 4, còn đa phần thì nó là code 1 hết. Ví dụ như ở đây cũng vậy. Cái này Calamity class này thường là nó sẽ xuất hiện ở những con boss tuần. Con boss tuần ở đây nó sẽ sắp là Calamity. Thì đặc biệt là cái bộ bóng tối hiện tại là mọi người farm bằng con boss tuần thôi. Biết là còn bộ nào có, nếu không thì anh em cứ chỉ vô anh em thấy con nào mà có Calamity thì cũng là có 4. Và nó được liệt vô cái dạng là boss tuần. Ok nhá. Thì anh em cũng có thể bắt con boss tuần bình thường thôi. Thế là dễ, không có gì khó cả. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ đi farm. Đầu tiên là mình chọn coi là mình xài bộ đồ nào. Bộ đồ đó nó sẽ gồm những con nào. Sau đó thì mình đi farm. Ví dụ như mình muốn đi farm cái con Inferno Rider này. Để cho bộ đồ lửa thì mình bấm vô nha. Mình bấm vô cái bảng mặt nó này. Rồi mình bấm vô cái chữ Detect. Rồi nó sẽ chỉ tọa độ cho anh em luôn. Rồi đây. Anh em tê lê lại cái chỗ gần nhất. Rồi anh em đấm thôi. Thì đây. Mình sẽ đấm thử một phát cho anh em xem. Ok, đây là chỗ con boss. Thì anh em sẽ lại. Đây là con boss mà anh em farm đột phá. Đột phá có là nó bằng đâu. Nó dùng để đột phá nhân vật ấy. Đó, dễ hiểu. Rồi, ok, đó là anh em sẽ đánh. Nếu như mà anh em xui á, thì anh em đéo rớt gì như là anh em vừa thấy. Sau khi đánh con boss xong thì với cái tỷ lệ của tôi cũng khá là to rồi mà cũng đéo rớt gì. Và đây là cái phần thưởng mở boss. Phần thưởng mở boss á, thì nó sẽ tốn năng lượng nha. Phần thưởng mở boss thì tốn năng lượng nhưng mà anh em cần á, thì anh em hãy mở. Còn anh em không cần thì anh em sẽ ngưng lại ở cái phần đánh con boss xong. Mình bắt con boss xong rồi mình đứng yên ở đây luôn anh em nhé. Anh em nào lười anh em đứng yên ở đây luôn 1 phút 30 giây hay là 2 phút gì đó thì nó sẽ hồi lại, con boss nó sẽ ra, anh em đánh tiếp. Thì đó là cái cách mà anh em đi farm. Nghĩa là anh em có thể farm Aether hoàn toàn miễn phí, không tốn bất kỳ một cái gì hết. Thì đây là những con boss mà nó vừa là boss đột phá nhân vật và nó cũng vừa là Aether. Đây anh em có thể thấy là cái này là anh em có thể farm từ con Inferno Rider, là cái con bơm mới đánh. Thì nếu như mà anh em cần cái cục này á, thì anh em mở, còn không thì thôi. Mà đa phần thì anh em đi bắt Echo thôi chứ anh em cũng chả mở cái đó làm gì. Rồi. Nếu như mà mọi người muốn farm một cái con boss bình thường á. Muốn farm một con boss bình thường, một con quái bình thường nó khá là dễ, không có gì khó luôn. Ví dụ như mọi người muốn farm mấy con đèn xanh đèn đỏ đi. Ok, anh em bấm vào đây, em vẫn làm y chang như vậy, không có gì thay đổi hết nhá. Rồi, nó sẽ chỉ vị trí cho anh em này. Mình tê lê ở gần đó rồi mình chạy bộ lại mình farm ha. Có một cái đặc biệt ở đây á, là anh em đánh nó sẽ có tỷ lệ hên xui, anh em rớt hoặc là không rớt. Và đó là do nhân phẩm thôi, có nhiều khi người ta đánh 4 con rớt cả 4 anh em à. Mặc dù cái tỷ lệ nó chỉ có đâu đó là 40% thôi. Còn tôi đánh thì con rớt con không, nói chung là đen thôi, đen chịu nè, biết sao giờ. Đây ví dụ như anh em muốn qua qua đèn xanh đèn đỏ thì đây, hình dạng nó đây, anh em tới nơi này nè. Rồi đó, đánh xong đéo rớt gì đó. Đó, tôi đánh được con này cho rớt luôn nhé. Rồi đây con này con không có liên quan tới mình thì nó lại rớt này. Đó. Khi mà mọi người đánh xong á là mọi người sẽ gacha mà để rớt ra cái hồn này á thì cái tỷ lệ nó là cái ở trên đó, nó là 20% cộng với 90% bonus này là gần 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 đâu đó là 40 đi anh em, như vậy cho dễ hiểu, gần gần đâu đó 40 chắc là tầm đấy. Rồi sau khi mà anh em gacha ra được cái hồn rồi, vượt qua được cái ải đầu tiên rồi thì mọi người sẽ tới cái ải là gacha coi nó là vàng hay là tím. À, bấm vô miễn phí nha, không tốn gì nha. Rồi tím liệm rồi. Ví dụ như cỡ bơ ra tím điểm là coi như cút rồi đó. Thì khi mà mọi người đánh xong ấy, thì nó sẽ chỉ cho mọi người tiếp tục một cái con ở vị trí gần đó tiếp theo luôn, cái con mà mình mới vừa cắt ấy. Thì đó anh em cứ đi farm chống đầu góng cổ farm farm ả chỉ chảy luôn cho tới khi nào mặt trên map không có còn con nào hết thì nó sẽ không chỉ nữa. Rồi thì ví dụ như là mọi người đó là farm con này sẽ đằng đỏ là con một cost đi. Ví dụ như mọi người farm với con một cost mà hết rồi á mà vẫn chưa có được cái thứ mà mình cần ấy thì mình làm cái gì? Mình đi farm con khác. Ví dụ như con này một có mình farm hoài mà không ra được cái dòng ạt tắc để mà mình đập thì mình farm qua con chó. Con chó này cũng là một có thì thay vì là mình mặc con này xanh đèn đỏ thì mình mặc con bên đây hoặc là mình mặc những con một có khác hoàn toàn dễ dàng. Đó là lý do tại sao một có nó có rất là nhiều cho nên nó rất là dễ farm đúng không? Vậy thì để mà
giải quyết được vấn đề á, thì anh em một cót đa phần anh em không cần phải đi farm, anh em cứ đè đầu anh em farm cho bơ cái con ba cót. Anh em nhớ cái bản mặt của những cái đứa ba cót ở trong cái bộ di vật mà anh em sử dụng, anh em đè đầu tụi nó anh em farm cho hết trước đi đã. Sau đó thì anh em farm tới cái con bốn cót. Cái con bốn cót sẽ là cái con không thể nào hết được, anh em farm tới già luôn, farm tới gãy lưng luôn vẫn không hết được con bốn cót, tại vì nó là những con boss mà nó có liên quan tới upgrade nhân vật, boss tuần dân dân và may may, thì không thể nào mà farm hết được con boss tuần, đúng không? Rồi, đó là boss thường và boss upgrade nhân vật. Khi mà anh em đi farm thì cái trích lõi để mà cho anh em đi farm ấy là anh em sẽ down cái cấp thế giới của mình xuống. Ví dụ như hiện tại là bơ đang là Union level 30, có nghĩa là cái phay của bơ ấy, cái phay của bơ sẽ là phay 4 nha. Phay 4 là quái nó sẽ là level 55 chứ không phải là quái là 45 như mọi người thấy đâu, đó là trông rất là mạnh. Thì một lần á, một lần mà mọi người chuyển phay á, mọi người sẽ tốn 12 tiếng để mọi người chuyển trở lại bình thường, ok không? Thì cái cách để mà mọi người đi farm echo cho nó dễ á là mọi người sẽ xả hết cái năng lượng đi. Ví dụ như năng lượng của bơ hiện tại là còn 14 tiếng nữa nó mới đầy, và trong vòng 14 tiếng hay là 12 tiếng đó thì nó nằm trong cái khoảng mà bơ có thể hạ cái cấp thế giới của bơ xuống thấp hơn một cấp để bơ đi farm echo cho nó dễ. Ví dụ như là bơ farm cấp thấp mà mọi người thấy là bơ đánh có một combo là nó chết rồi, anh em thấy không? Ví dụ như con này này, con này level 45, tôi level 60, tôi đi bùn ly nó cái một cái đánh một combo là anh em thấy nó còn chết rồi đấy. Là anh em farm echo nó rất là dễ, echo nó rớt ra không ảnh hưởng tới cái cấp của cái thế giới của mình, mà nó sẽ ảnh hưởng theo cái data bank. Một khi mà cái data bank của anh em đã lên tới đây rồi thì nó sẽ dính luôn trong cái thế giới của anh em, thế giới của anh em thôi nha. Nhưng mà cái data bank này mà anh em nhảy qua thế giới khác ấy thì nó sẽ dính theo cái thằng chủ nhà, ok chưa? Thì ở trong thế giới của mình, một khi mà mình đã lên rồi thì mình hoàn toàn có thể hạ cái thế giới xuống cho nó thấp đi để mình farm để chơi cho nó nhanh. Chứ mấy ông nào mà yếu yếu đồ chưa có thì mới đi farm đúng không? Chứ anh em có đồ rồi anh em farm làm gì? Đã đồ không có rồi mà quái còn mạnh nữa thì sao farm? Farm rất là cực, nhất là đánh mấy con boss đột phá nó đánh anh em rất là đau. Đấy anh em cứ hạ xuống, cứ bắn đúng một combo là một con rất nhanh nhá, rất nhanh, rất dễ dàng. Và mở đồ thì mở theo data bank của anh em chứ không phải là mở theo cấp thế giới. Ok, đây là cái trích lõi để mà giúp cho anh em farm rất là nhanh. Và anh em có thể co-op qua nhà những thằng bạn cũng làm cái trò y chang này và co-op vô là anh em farm nó rất là lẹ, để cho anh em kiếm được cái phôi. Tại vì kiếm cái phôi mà nó ra đúng cái dòng mình cần đã khó rồi, đập ra được cái dòng mà mình thích nữa nó sẽ còn khó hơn. Tí xíu tôi chỉ anh em cách để anh em ra chai dòng cho nó gọi là đỡ khổ tí xíu. Thật ra là cũng khổ nhưng mà sẽ có trích lõi để cho anh em đỡ khổ và có những cái dòng ưng ý. Thật sự là nó sẽ rất là ok nếu như mà anh em áp dụng rồi. Đây ví dụ như đây là bơ đánh ra con này này, bơ mở này, nó đợt nó vẫn ra vàng, anh em thấy không? Có nghĩa là cấp thế giới của bơ ti đã hạ xuống dưới cái mức có thể ra vàng rồi, nhưng mà cái data bank của bơ nó đã vàng rồi thì bơ đánh là nó vẫn ra vàng. Thì đây là con ATK và HP. Thì con một cót đa phần là mọi người sẽ sử dụng ATK. Thì đó là cái trích lõi đầu tiên, đó chính là hạ cấp thế giới sau khi mà đã được cái data bank nó đã tích xanh như thế này rồi. Tích xanh như thế này rồi thì anh em hoàn toàn có thể hạ cấp thế giới để anh em đi farm. Rồi, trường hợp đặc biệt hơn, để bỏ cái này đi, đó là anh em farm một con echo mà nó là con boss tuần à, cái này thì căng hơn. Ví dụ như là bơ farm con echo này, nó là con boss tuần, thì cái này mọi người không có cần hạ cấp thế giới, tại vì boss tuần nó cho mình chọn đủ khó. Ví dụ anh em muốn farm con echo là boss tuần thì đây, ví dụ như ở đây nó để cho anh em cái recommend là level 50 đúng không? Con boss này là trừ 10 đi, con này 60, con này 50. Anh em đừng dại dột gì farm con 50 chi chớ mệt. Anh em farm con yếu nhất, cho dù mọi người có thể đánh được cái con 90 rồi luôn nha, thì khi mà muốn farm echo cứ đè đầu con yếu nhất mà đánh cho nó lẹ. Farm echo là lấy thành tích, lấy tốc độ, mình không có cần lấy kỹ năng thể hiện gì trong này đúng không? Mình cứ vô đè đầu con yếu nhất mình vả cho nhanh, thì do là nó yếu thôi cho nên là anh em đánh rất là lẹ, anh thấy không? Anh em đánh rất là nhanh, đập mấy cái là chết rồi đấy.
Tại vì anh em còn phải gacha nữa mà, chứ đâu phải là anh em pha một cái là ăn luôn đâu. Mình đâu còn đó, tới đây là anh em đánh, nó còn không rớt nè, anh em thấy không? Đấy, nó còn không rớt nữa thì cái tỷ lệ rớt nó không ảnh hưởng gì hết trơn, nó hơi xui thôi đó. Anh em đánh để mà cái tốc độ đi farm của anh em nó càng nhanh càng tốt, chứ mà anh em vô đây anh em đánh con boss đánh lên đánh xuống dễ chảy luôn thì biết nào anh em có đồ đấy. Đánh xong thì mình out ra, nó đá mình ra ngoài cửa. Ai mình farm con boss tuần đó là farm nhanh nhất, nó đá ra ngoài cửa rồi anh em sẽ chạy vô đây, mình mở con boss tiếp, nhớ chọn ngược lại cái độ khó dễ nhất, mình lại tiếp tục mình vô mình farm phải cực kỳ nhanh luôn em ạ. Nói chung đây là cái cách để anh em farm rất nhanh. Rồi đó là về cái phần farm echo, mà farm echo thì hoàn toàn miễn phí, ông nào có thời gian đó thì ông đó farm nhiều, ông nào có thời gian thì ông đó farm ít, và càng không có thời gian thì càng đánh càng nhanh, đánh nhanh thì nó sẽ tốt. Đây đây đó, nó rớt rồi đó, mở cái pha chơi này nào, nó ra tím thì xui thôi đấy, thì mình đi ra tí xíu mình lại quay vô mình farm tiếp. Rồi một cái phần cực kỳ quan trọng mà nếu như mà không chỉ thì chắc chắn luôn là những anh em newbie sẽ không biết, và dĩ nhiên rồi tôi sẽ không để nào để cho mấy ông mà chịu thiệt chịu lỗ hơn mấy người khác được, thì cái là lỗ cái giai đoạn đầu em tí xíu thôi. Khi mà mọi người farm những cái con echo ấy thì nó sẽ lòi ra những con echo rác, có nghĩa là những con echo vớ va vớ vẩn. Đây anh em không có dùng mấy cái con này thì anh em farm nó sẽ ra rất là nhiều thôi, của bên nó toàn màu vàng thôi, nhiều lắm đấy, nó sẽ ra một đống echo rác này, anh em thấy không đó. Thì những cái rác này để làm gì? Mọi người sẽ không có ép nó vô trong cái con này để mà lên cấp cho nó được nha. Đây mọi người thấy nè, bỏ bình SD vô thôi. Những con nào mà mọi người đã úp vô lờ rồi á thì mọi người có thể bỏ nó vô để làm food, và cái giá trị là mọi người sẽ bị mất đi 30% nha. Mất đi 30%, nếu như bơ tính không sai thì nó là mất đi khoảng 30%. Ví dụ như là anh em cộng 10 á thì anh em bỏ vô ra cộng 7. Cộng 7 cộng 8, nhưng mà cộng 8 này, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn là 30% ấy. Tại vì cộng 25 bỏ vô một con cộng 0 thì nó còn cộng 22. Đấy, nó sẽ mất đi tầm 25 tới 30% là cái lượng mất đi đối với lại cái SP. Và cái SP chỉ có thể dùng cái bình này để tăng SP thôi. Thì nếu như mà mọi người không có đập thì mọi người sẽ không thể nào dùng những cái con echo rác này mọi người đập. Vậy thì những con echo rác này để dùng để làm gì? Rồi, đây. Quay trở lại phần databank. Những con echo rác này sẽ dùng vào cái mục số 4. Đó chính là dung hợp. Mọi người sẽ dung hợp 5 con echo rác thành một con echo rác khác, hoặc là biết đâu anh em sẽ ra dòng đẹp. Cái tỷ lệ dung hợp này nó sẽ được tính theo cái tỷ lệ này. Ở đây bơ sẽ lấy ví dụ là của bơ có 50% ra vàng, 50% ra tím. Khi mà bơ dung hợp, anh em có thể thấy này, không phải là vàng thì dung hợp ra vàng, tím thì dung hợp ra tím. Nó không phải như vậy nhé. Vàng vẫn có thể dung hợp ra tím. Ví dụ như ở đây bơ lấy xanh lá này, rồi xanh lá tím này, xanh dương rồi tím, lộn tùm lum xà ngầu, bơ dung hợp. Đây bơ vẫn có thể ra được con vàng. Thì tới đây mọi người hiểu vấn đề rồi đúng không? Có nghĩa là trong cái quá trình mọi người chơi cho đến Union 30, cho đến lúc mọi người mở được cái tính năng dung hợp này, kệ mẹ nó, mọi người đừng có quan tâm gì cả. Mọi người cứ để yên cái này ở đây cho tới khi nào mọi người mở được cái databank 15 trở lên. Thì ở 15 thì có 30% vàng, 70% là tím. Nếu như mà mọi người muốn chơi chắc cú hơn, lên hẳn 18, 50-50. Đó, 50-50 thì anh em dung hợp ra rác rất là ok. Thì bơ sẽ lấy cái ví dụ là mọi người sẽ bắt đầu quẩy ở level 15 đi. Thì nếu như với cái lượng tài nguyên mà mọi người có được từ level 1 cho tới Union level 30, mọi người vừa đi farm vừa đi bắt, mọi người farm được lên tới 15 ấy, thì cái lượng rác anh em dư ra phải nói là nó hàng hà sa số. Với cái tính năng này, anh em ghép tất cả những cái rác mà anh em có thì anh em sẽ được cái databank của mọi người sẽ lên tầm đâu đó là 16 hoặc là 17. Có nghĩa là từ 15 mọi người để tất cả những cái rác mọi người ghép một cái là mọi người nhảy thẳng qua 16 và 17 luôn. 16 hoặc 17. Thì lúc này mọi người chỉ cần đi farm thêm một tí là mọi người sẽ đạt cái ngưỡng 18. Lúc này anh em đi farm sẽ rất là ok. Đó là tính năng dung hợp để cho tới lúc mình có được đồ vàng thì mình bắt đầu dung hợp, chứ đừng có dung hợp ngay khúc đầu anh em nhé. Dung hợp ngay khúc đầu ấy nó chả ra được cái gì, tại vì nó tính theo cái tỷ lệ
rớt của anh em thì anh em không có ra được cái gì. Đây anh em thấy là tôi ghép toàn vàng này, thấy không? Đấy, rất là ok. Mặc dù là dùng rác tím, dùng rác xanh, nói chung là dùng bất kỳ loại rác gì thì ghép ăn theo tỷ lệ 50-50 ở đây với cái level của bơ. Ok, đó là một cái mẹo để anh em để dành, và anh em rớt cái level này rất là nhanh nhé. Và cái level này anh em chỉ có thể nhận được thông qua anh em đi bắt Echo, anh em ghép Echo và anh em nhận được thông qua cái nút F2. Anh em bấm cái F2 lên thì anh em sẽ thấy cái phần này. Ở trong đây nó sẽ có một cái quà, anh em để cái quà thôi, còn mấy cái bên đây anh em không cần quan tâm đâu. Nó muốn làm cái gì bấm vô chữ Go là nó chỉ tận nơi luôn. Rồi đây anh em thấy là Databank SB. Thì đó, ngoài cái việc bắt Echo ra thì cái Databank SB này nó nằm trong này. Rồi bây giờ Bơ sẽ chỉ anh em thêm một cái mẹo nữa, mà cái mẹo này mọi người chỉ áp dụng khi mà mọi người đã có cho mình một cái bộ đồ đủ 5 set đập lên xài xài tạm trước đi rồi hãy bắt đầu sử dụng mẹo nha. Mẹo này anh em sẽ áp dụng để anh em lựa dòng, và cái giá phải trả của anh em nó sẽ không quá đắt đỏ. Rồi ok, ví dụ quay trở lại Echo, chúng ta sẽ có một cái bộ Echo như thế này. Bơ sẽ lấy hai cái con dễ nhất ra để Bơ làm ví dụ nha, tại vì mọi người có thể làm tương tự với lại cái con cốt ba có cái dòng sát thương nguyên tố. Rồi bây giờ mọi người ví dụ, Bơ sẽ ví dụ cái con cốt một đi, là cái con có dòng chính là ATK và cái dòng phụ là HP. Bởi vì có tới 13 dòng tụi mình sẽ phải gacha, cho nên là cái việc lựa dòng rất là quan trọng. Dòng nào mình thật sự cần thiết thì mình lấy đầu tiên. Bằng cách nào? Anh em sẽ đập lên. Ở đây anh em thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 và 25 là những cái móc có thể tool. Tool có nghĩa là ép thêm dòng phụ. Rồi, ví dụ như cái này, Bơ sẽ đập cho nó lên level 5. Đây, anh em sẽ thấy là Bơ đập lên level 5 làm mẫu nha. Ok. Mọi người có thấy là cái chỉ số ở trên nó thay đổi, và nó sẽ kèm theo một cái nữa, đó chính là Sub-ability mở. Thì khi đó anh em sẽ có một cái dấu tam giác đỏ đỏ ở đây, ở chỗ tool anh em bấm qua. Rồi anh em sẽ sử dụng cái viên này. Cái viên này đi loot map có thể farm được, có thể dùng những cái tài nguyên linh tinh để mua. Rồi ngoài ra thì nó cũng có nằm ở trong Battle Pass đó, vòng vẽ bay. Nói chung là cái này rất là hiếm, nó rất là cần để cho anh em mở dòng ở giai đoạn đầu game. Giai đoạn đầu game anh em có cái này càng nhiều anh em càng vô địch thiên hạ. Rồi mình sẽ dùng 10 cục thinner, 10 cục thinner để mình ép thêm một cái dòng cho cái Echo, và cái dòng đó nhảy vô cái gì thì sẽ theo 13 cái dòng phụ ở phía dưới. 13 cái dòng phụ này áp dụng cho tất cả các cái Echo, Echo đéo nào cũng có thể nhảy được 13 dòng này hết. Nó sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 13 dòng và nó ép cho anh em. Ví dụ ở đây bơ mở lòng đầu tiên ATK, thì với cái một cái món dòng chính của nó là ATK thì dòng phụ vẫn có khả năng ra ATK. Anh em thấy không? Đấy, tới đây mọi người sẽ quan tâm coi là cái dòng ATK này nó min hay là nó mát, nó cỡ nào. Thì ATK này nó là 10 10 10 chấm thì nó cũng đương đi nước gần gần tới cái chỗ làm mát rồi. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn lấy ATK thì nó thật sự chưa phải là cái dòng số 1 gọi là quan trọng. Tại vì cái dòng số 1 mà gọi là quan trọng nhất đối với bơ, khi mà bơ gacha cái này đã gacha thì mọi người sẽ muốn hướng tới gọi là một cái gì đó nó hoàn hảo. Ví dụ như nếu mà bơ gacha thì bơ sẽ gacha cái dòng đầu tiên, nó sẽ là cái dòng tỷ lệ bạo kích hoặc là sát thương bạo kích. Ok, cái này tôi dùng cái kia đi. Rồi bơ ví dụ nha, bơ ví dụ lần đầu tiên anh em gacha được cái này mà anh em không có ưng, anh em cảm thấy ok tôi thấy cái stat này không được, tôi không muốn, vậy thì mọi người sẽ lấy cái anh em mới vừa quay ra anh em làm food. Thì hồi nãy mọi người nhớ không, bơ bỏ một cái tool đầu tiên á, bơ bắt 10 cục. Rồi đây là bơ hồi nãy là bơ level 5 thì bây giờ nó trả lại cho bơ là level 4 và nửa thanh. Thì cái lần gacha đầu tiên này cái lượng mất đi của mình nó không nhiều, mình sẽ có thể chơi cái trò là mở như này. Mình không đẹp á, không đẹp là mình bỏ luôn, mình bỏ cục này làm phút, mình gacha lại cục khác thì nó sẽ trả lại cho anh em nè. Hồi nãy là mình mất 10 10 cục tuner, bây giờ nó sẽ trả lại cho anh em 3 cục tuner.
Có nghĩa là tuner mình bị mất đi 70%. Tuner mất 70%, SP thì mình được giữ lại 70. Anh em lấy con số 70 làm gốc cho nó dễ nhé. Rồi, thì đây bơ sẽ lại gacha tiếp. Đó, thì vì là cái này nó rất là dễ, dễ farm cho nên là bơ sẽ gacha cái dòng đầu tiên cho đến khi nào bơ có được cái dòng số 1 này là tỷ lệ bạo kích thì bơ chơi tiếp. Đó là cách để anh em lấy được tỷ lệ bạo kích rất là dễ ở cái giai đoạn đầu game. Giai đoạn đầu game không có đồ tỷ lệ quá xịn thì anh em có thể dùng cái trích lõi này khi mà anh em đạt cái Union 30. Nhưng mà nhớ là farm cái bộ đồ để mình mặc trước đi đã nhá. Khi nào mà mình dư giả ra thì mình đã chơi cái vụ này, tại vì cái này rất là tốn. Một lần gacha tốn 7 cục Thanh N. Mà một lần anh em đi farm này cũng tốn năng lượng phết ấy. Nói chung là cái gacha này nó chẳng khác nào là cái chuyện là anh em bỏ cái nhựa nguyên chất ở bên Genshin ấy. Anh em đi farm về được đống rác hết trơn, y chang nhau à. Ở bởi thì mọi người farm đống rác. Ở đây thì mọi người farm ra một cái phôi, rồi mọi người gacha mấy cái dòng rác ấy. Bây giờ tôi tin là tiếp. Rồi lại là tắc, mà lần này còn là ATK, mà ATK Flash nữa thì nó là tệ hơn lần trước nữa. Thì nếu như mà anh em muốn lựa thì anh em lại bỏ cái con này đi, anh em lại remove đi, anh em lại vứt con này đi và anh em đi farm ra một cái con khác có dòng ATK mà có một, thì anh em nhét vô anh em gacha tiếp. Thì cứ một lần gacha thì mình sẽ bị mất đi một chút xíu SP. Cái lượng SP mà mình mất đi á, cái lượng SP mà mình mất đi á, nó sẽ tương đương với lại đâu đó một cái medium, và mình sẽ mất đi 7 cái cục này để mình gacha ra được dòng như ý nha. Thì đó là cách để anh em gacha ra dòng như ý. Ông nào mà xịn sò hơn nữa ấy, ông nào mà xịn sò hơn nữa thì mọi người sẽ gacha theo một cái gọi là gacha theo cái cấp độ gọi là cấp độ end game. Có nghĩa là dòng số 1 mọi người gacha crit rate, dòng số 2 mọi người gacha crit dam. Có nghĩa là nếu như dòng đầu nhảy vô đây, dòng đầu tiên không phải là heavy attack mà dòng đầu tiên là crit rate. Chơi tiếp, chơi lên cộng 10. Cộng 10 đá một cái nữa coi có phải là crit dam hay không. Đó, là dòng 1, dòng 2 anh em có được 5 món đồ dòng 1, dòng 2 của anh em đều là crit rate, đều là crit dam hết. Thì đồ nó phải nói là thế giới vải cứt luôn. Thì tiếp theo đó mình sẽ gacha tới là hay là sát thương đánh thường, sát thương trọng kích. Cái này thì tùy theo từng nhân vật mọi người sử dụng là sát thương đánh thường, sát thương trọng kích. Và cái quan trọng thì anh em có thể lấy thêm hiệu quả nào, phải là lấy thêm attack. Attack thì anh em lưu ý là attack phần trăm. Attack phần trăm thì sẽ ngon hơn là attack vờ lát đấy, vân vân và mây mây. Thì ở giai đoạn end game mọi người sẽ gacha một lần hai dòng, còn ở giai đoạn đầu game khi mà có được một cái bộ đồ chuẩn chỉ cho những cái nhân vật mà mình cần thiết, mình cần chơi rồi á, thì mình mới bắt đầu qua mình gacha cái dòng đầu tiên cho nó ngon lành, nó chuẩn chỉ nhá. Ok rồi, thì đó là sơ sơ về cái trích lõi. Mong là anh em áp dụng cái này để anh em có được một cái giai đoạn đầu game nó suôn sẻ, nó thuận lợi hơn nhé.